Nó muốn chết thiệt mà, nó muốn chết nè, nó muốn chết. Chị muốn chết thiệt. Chị muốn chết nhiều lần rồi nhưng mà chưa thành. Có hôm trời mưa, chị ra đường dầm mưa để mong trời đánh chị, nhưng mà trời không đánh. Tại vì có thằng nhóc nó bưng tô cơm đứng kế bên, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn đó con. Chú im đi. Chú. Cái căn hộ mới của công ty mình đẹp quá hả? Trời ơi, con thấy nó giống như cái tên luôn á, Giấc Mơ Hoàng Mỹ. Đó là công trình trọng điểm của công ty mình. Vậy kiến trúc sư là ai không? Ai? Bạn của sếp Tài đó. Trời, vậy hả? Thấy sếp Tài vậy chứ bạn của sếp Tài toàn mấy người giỏi không á nha. Vậy hả? Hèn chi đẹp quá ha. Không, học bên Mỹ về, giỏi. Vậy hả? Con ước gì và con có tiền, con sẽ mua một căn hộ Giấc Mơ Hoàng Mỹ. Ở với bồ à? Ở với bồ gì? Con mua cho ba. Đừng có xạo. Thí dụ mình mua cho ba mình ước mình phải nhìn lên trời. Còn bồ là mình ước mình nhìn ra ngoài, mình đang kiếm coi đối tượng mình là ai. Cái gì mà chú mua cho ba thiệt mà. Mấy người xạo, người ơi, tôi biết mấy người có cái thú là cùng người yêu đứng ngoài ban công. Thôi chú bậy bạ quá. Bậy bạ gì? Con nói thiệt mà, con muốn mua cho ba một căn hộ thiệt. Tại vì con muốn là ba sẽ được tận hưởng một cái khoảng thời gian thật là hạnh phúc tiếp theo. Chú biết không, con á, một ngày của con hạnh phúc nhất là con được thấy ba con cười, ba con vui. Còn ngày nào á, mà con không thấy ba con là ngày đó con sẽ buồn nhất. Hồi lỡ một ngày nào đó con không thấy chú thì sao? Kệ chú chứ. Tự nhiên. Chỉ là một câu hỏi để thử lòng nhau thôi. Làm đau lòng nhau để làm gì vậy? Thôi nói vậy thôi, chứ chú nghĩ là con sẽ mua được. Bởi sao con biết không? Sao vậy? Bởi vì con hiếu thảo với cha mẹ thì chắc chắn ông trời sẽ thương con. Biết đâu ngày mai con mua với số con trúng, hoặc là ngày mai con ký được một cái hợp đồng giá trị kinh khủng, con được chia lợi nhuận, nhận lấy tiền đó con mua một căn hộ cho chú Đức ở sống hạnh phúc. Mà nhớ nghe chưa, mua là phải mua cho ba nghe chưa, không mua cho bồ mình nghe chưa. Con biết cách mua được nhà rồi. Trời, mới ngồi đây có cách liền hả? Ở đâu? Cho con mượn tiền đi. Tôi tàu lao quá đi. Tôi nuôi hai đứa con từ trên trời rơi xuống, không là tôi cũng mệt lắm rồi. Tiền đâu dư mà cho mượn. Nếu mà có tiền dư chắc tôi cũng mua một căn đó quá. Chú cũng thích hả? Thích xong thích, căn đẹp quá. Giá nó cao lắm đó nha, không hề rẻ đâu nha. Tiêu chuẩn 5 sao nha. Căn 50 mét vuông mà đã 5 tỷ rưỡi rồi đó. Khủng khiếp. Chú ơi. Hả? Con nói nghe nè. Chú già rồi đó. Cái tàu lao thì tự nhiên đang nói chuyện quay qua kêu tôi già là sao? Chưa, chú nghe con nói hết nè. Ý con nói chú già là bây giờ chú cần nên có một người vợ đi. Con thấy vợ nha, chú có một người vợ ha, mỗi ngày người ta sẽ quan tâm chăm sóc cho chú, nấu cơm cho chú ăn, giặt đồ ủi đồ cho chú, rồi gọi đầu, sấy tóc, nhổ tóc bạc cho chú. Đó, sướng không? Ước cái gì mà nghe đau quá vậy? Tạm gì có tóc mà gọi đầu, sấy tóc. Thì con nói ví dụ vậy thôi. Ví dụ gì trong cái khi ước mơ mà đã là hành hạ tôi rồi. Vợ giờ kiếm đâu ra ta? Quy làm vợ tôi nha. Cảm động quá phải không? Tự nhiên mới làm vợ. Chú đi gỡ muốn chết nên mới làm vợ. Thôi tém 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 cái mồ lên đi. Thấy ghê quá trời. Ta giỡn á. Kêu chú cháu quen mà giờ kêu vợ chồng mất cười. Không bao giờ dám nghĩ tới ngày đó luôn á. Mình giỡn có khi nào người ta tưởng thiệt không ta? Ôi, ghê quá. Gì vậy? Trời chú. Hả? Sao nửa đêm nửa hôm mà có bà đi thấy ghê quá vậy? Tại vì mình đang vui mình thấy người ta buồn thiệt vậy. Thử mốt con mà buồn cho con lết không á. Chị, thử bồ bỏ mày buồn. Sao cái mặt bà đó không có chỗ ám quá vậy? Một là bà bị tâm thần, còn hai chắc bà đi tự tử đó. Hả, tự tử? Trời đất ơi,
nhiều chuyện dễ sợ. Ví dụ người ta tự tử đi cứu người ta đi không, hai bà ngồi bàn luận vậy đó xong bỏ chạy về. Tự tử? Cái gì vậy? Vy! 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 Hai người đừng qua đây. Hai người mà qua đây là tôi nhảy thiệt đó. Em gái, em gái ơi, bình tĩnh nghe chị nói nè. Sao vậy chú? Để chú xuống. Không được đâu. Sao vậy? Con là con gái, con sẽ dễ hơn. Để con xuống đi nha, chứ chú không biết bơi á. Chú nè. Em gái, làm gì vậy? Chị đừng qua đây. Chị mà bước nữa là tôi nhảy thiệt đó. Khoan 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 khoan. Em gái, nghe chị nói nè, chị cũng muốn chết nữa. Hả? Cái gì? Con nói gì? Tại sao chị muốn chết? Chị muốn chết chung với em. Mày cũng ngã. Đúng rồi, nó muốn chết lắm. Vậy thì qua đây với em đi. Từ từ nha con, cẩn thận nha. Ê, đứng dậy Vy. Chị tính lừa tôi đúng không? Mấy người tính câu giờ đúng không? Không, thiệt mà, đâu có chạy đá banh đâu câu giờ làm chi. Nó muốn chết thiệt mà, nó muốn chết nè, nó muốn chết. Chị muốn chết thiệt. Chị muốn chết nhiều lần rồi, nhưng mà chưa thành. Em bình tĩnh nghe chị nói nè. Bình tĩnh đi. Có hôm trời mưa, chị ra đường dầm mưa để mong trời đánh chị, nhưng mà trời không đánh. Tại vì có thằng nhóc nó bưng tô cơm đứng kế bên, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn đó con. Chú im đi. Có lần chị uống thuốc sâu tự tử, như uống thằng nhầm thuốc bổ. Lấy thuốc bổ của ba nó uống hơn, ba nó không uống thuốc trị sâu á. Chú đánh đi. Hôm đó chị thắt dây tự tử mà không chết. Tại vì nó thắt thòng lọng, nó thắt hình trái tim á. Con chết là chú vừa lâu. Chú nói đi, chú phải nói chung không vợ chứ. Em gái, em bình tĩnh lại nghe chị nói nè. Bình tĩnh đi. Em có phải là đứa con từ trên trời rơi xuống không? Em còn có ba mẹ, còn có chú của Mila nữa. Vậy là em hơn chị rồi. Nó không có chó. Chị có ba có mẹ, nhưng mẹ chỉ có gia đình khác. Mẹ chỉ bỏ chị. Chị không nhận được tình thương yêu từ mẹ, không chia sẻ được từ ba. Nghe chị nói nè, em đừng đi nữa. Bình tĩnh. Em còn ba còn mẹ mà, tại sao em lại muốn chết? Em thì thi rớt đại học, em không còn mặt mũi nào nhìn ba mẹ nữa. Trời ơi, rớt đại học nó có gì đâu. Chú rớt mấy lần rồi, thi bằng lái xe mà chú còn rớt mà. Mày nói cho tao hiểu chứ con. Em suy nghĩ lại đi, em còn ba mẹ mà, em chết như vậy. Hai người kia, dừng lại. Cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Mấy người đứng đó. Mấy người mà xuống đây là tôi nhảy thiệt đó. Em ơi, qua đây đứng. Trời ơi, tôi lại mấy người mà mấy em người ơi. Gần vũ được rồi, qua đây đứng đi. Vô đây đứng, vô đây. Em hãy nhớ lại đi, ba mẹ là người đẻ em ra mà đúng không? Ba mẹ là người nuôi dạy em mà đúng không? Nếu em chết như vậy, ai sẽ là người đau đớn nhất? Đúng rồi. Họ không có đau đớn gì hết á. Tôi phải cho họ biết, không phải lúc nào tôi cũng phải thực hiện ước mơ của họ. Tôi còn có ước mơ riêng của tôi.
Mấy người đi đi. Mấy người tránh ra. Mấy người để tôi chết đi. Mấy người. Mấy người đi đây. Bình tĩnh. Không, đứng, bình tĩnh. Đứng coi thôi, không ai can thiệp gì hết. Bình tĩnh em nghe chị nói nè. Bình tĩnh đi. Chị hiểu. Chị cũng đã từng trải qua như em. Ba chị luôn ép chị làm theo ý của ba chị. Chị buồn lắm. Chị đã nhiều lần muốn chết. Nhưng chị suy nghĩ lại rồi. Chị buông ra. Chị đừng có bước qua đây. Chị suy nghĩ lại rồi. Chị không thể nào bỏ ba chị được. Chị không bỏ ba chị được. Chị không bỏ ba chị được. Ba mẹ là người đẻ chị ra, nuôi dạy chị nên người. Dù ba mẹ chị có sai, cũng là ba mẹ của chị. Nếu một ngày chị chết đi rồi, chị sẽ trở thành đứa con bất hiếu. Đúng đúng rồi đó, trong tất cả các tội, cái tội bất hiếu là tội lớn lắm á. Con ơi, em nghe lời chị đi. Em còn ba mẹ mà. Hãy thương lấy ba mẹ của em đi. Vô. Kéo lên, kéo lên. Vậy là em sai rồi không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là em sai đấy không chị? Con sai đó, như vậy là bị bất hiếu. Con về con xin lỗi ba mẹ con đi. Xong. Xong rồi Vi ơi, Vi hay quá. Xong rồi. Ủa sao, sao con khóc vậy Vi? Xong rồi, cô bán được cứu rồi con. Sao vậy? Con không muốn nhìn thấy ai đánh mất đi gia đình của họ. Xong rồi. Thôi nín. Hồi nãy con sợ không? Con sợ lắm chú ơi. Chú cũng sợ lắm, chú sợ mà chú nói sẵn luôn á. Thôi xong rồi. Bé Vi giỏi quá. Bé Vi giỏi quá. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi trông che. May mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống. Đáng yêu quá chừng.